Cái con Mỹ Lem này nó út khờ mọi người ơi. Trời ơi, hồi xưa tôi lụm mèo con mà cỡ này để thao cát vô là tự biết đi rồi mọi người. Cái tôi cũng nghĩ nhỏ này chắc nó cũng vậy. Bà mẹ nó cái ổ mình mần cho nó ngủ sáng nó ngào me tơi bời hết. Còn cái thao cát thì yên nguyên nha, spawn ông nội ơi. Cái xong cái tôi nghĩ một là nhỏ này út khờ, hai là cái thao này nó cao quá mà cái giò ba lùng sủng còn khúc và ba leo không có vô, ba làm biến. Cái tôi mới đi kiếm cái khay nào mà nó nông với thấp thấp một xíu thử coi sao. Vô mánh liền quý vị ơi, ba vô ngọt sớm vậy là tại ba lùng. Nhỏ này mỗi lần nó đòi ra tao nói nó làm mình làm mày, nó giật ngược giật xuôi. Ba gỉ cái chuông đung đung đung. Bởi vì giờ tôi hiểu lý do tại sao hồi đó mỗi lần tôi nhốt mấy nhỏ nhà tôi vô là mấy bữa là bung cái chuồng. Chứ con Mỹ Lem mà nó có chút ẻn mà nó giọng cái chuồng ầm 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 cỡ này rồi mấy nhỏ kia cỡ nào. Đó đó coi cái nết kìa, hú hồn chưa. Cái khúc này là nhà hàng xóm tôi đang karaoke nè. Ba sung nó mới ca chung luôn. Mà cũng thấy thương mới lắm, tại vì tôi không có thả ra thường xuyên được, tại vì phải cách ly với mấy con mèo ở trong nhà nè, phải theo dõi kỹ gì xíu mới được, tại mèo quen mà. Tính tần xong cái cho sử dụng rồi chích ngừa mà nó chứ cũng có thả cho ra chơi hoài à, mà tôi ngồi tôi me. Thầy ơi cái nết cũng chấn động lắm đó, đeo bao tai xen kẽ hip hop underground rồi đó, chân có một khúc nhỏ xíu chạy té hoài mà ham lắm. Bữa nay em tôi hỏi sao con Mỹ Lem nhìn mặt nó buồn buồn, cái tôi mới nói tại ba kẻ cái chân mày sệ xuống, bây giờ hỏi sao mặt ba nhìn trữ tình mà tôi thấy mặt nó khờ hơn là buồn. Quẩy đã đời xong cái tự vô ăn gì đó trộm vía. Rồi uống nước vậy là uống dữ chưa ông cô? Nãy giờ thấy húp cũng khí thế lắm mà chưa thấy đụng miếng nước nào hết trơn á. Trời ơi, tinh hoa hội tụ, ai cũng rất yêu. Con biết tự đi vệ sinh nè quý vị ơi, cho con chàng pháo tay ủng hộ đi. Ủa rồi mắc cái mới gì mà phải để một tay lơ lửng chi cho khổ vậy con? Hay là cần một cái điểm tựa vô hình rồi mình mới vô công chuyện được? Trời đất ơi, đã chân ngắn mà chạy tới lên tới xuống rồi mà giờ mần công chuyện ba chân. Sao mà thích thử thách dữ vậy? Ừ đúng rồi, để xuống gì đi có khỏe hơn không? Nhỏ này mà nó thấy người một cái là nó rần rần, bởi vì khó quay cảnh nó ngủ lắm. Bị mỗi lần nó nghe cái tiếng người một cái là